đây nhá. Ủa này trước của nhà người ta có sao không ta? Ờ. Ý là đậu đây có bị gì không? Ăn đi anh em ăn thoải mái tự nhiên đi. Đợi mình chút nha. Bye bye anh em nha. Bye bye. Hôm nay còn cà phê hú nha. Chạy qua đây, đúng không? Đó, xe đẹp quá nè. 36363. Ủa, lên smart key luôn hả? Dữ như sư tử luôn. Chứ bây giờ cái xe mà bắt cái là chết luôn. Đây nữa nè. Smart key nữa nè. À. Ghê thiệt, công nghệ. Đó, mưa, còn mưa nha. Đây, 22223. Đích quá đẹp. Over Racing. Nhiều đồ lắm á, để hôm nào quay con này thử nha các bạn. Đĩa Oversize Hell Rainbow 4 bit. Trời hả. Sáng cà phê, bơi đó, mình để các bạn, mình để cái đèn lại cho anh em chơi. Em đi luôn. Rồi, giờ mình chạy lên chợ Tân Thành mình mua đồ. Mình đi lấy đồ. Đó, mới quen anh em mình cũng dễ thương. Đi nha. Bye bye. Giờ mình đi sẽ mình không có đi xe này ra chợ được các bạn. Mệt lắm. Nãy giờ Vinh đang mong muốn nó mưa để mà Vinh đi cho nó mát á. Giờ thì nó mưa thiệt rồi. Ôi. Nhõng nhẽo hả? Đang không về được rồi nè.
mình đi về Phú Nhuận mà. Về nha.
vui nhận ra mình đó các bạn. Vui hơn không phải thả ổ bánh, chứ phải là cái anh gì quay trên top top không, mọi người nhớ tới tên mình là vui rồi. Mình rất là thích đi ngang qua mấy cái công viên này nè, trời nó mát mà nó fresh gì đâu á, đã lắm, hít thở sâu trong lành nữa bạn. Ở đây nhiều cây, có nhiều oxy, không khí sạch, có lọc không khí nữa bạn. Anh em có thời gian thì lâu lâu lên đi vào công viên tập thể dục, đi mình đi dạo cho nó thư giãn đầu óc. Rồi đã. Comment bên dưới nha, thả like cho Vinh, để Vinh có động lực Vinh làm bếp tiếp nha.